Như vậy là chúng ta đã trải qua 3 vòng và 3 vòng món ăn đều hấp dẫn. Ngày hôm nay Bánh Việt sẽ có hai món ăn, đó chính là bánh chuối chiên và bánh ít mít. Wow! Tỏa trong miệng thì còn gì tuyệt vời hơn. Cái bột rất là dẻo, dai và mềm. Cái mùi mít rất là đặc trưng. Và cái nhân thì rất là ngon. Cái bánh rất là, gọi là, phải dùng từ là thú vị. Đây, trước giờ mình chỉ ăn những bánh ít ngọt, bánh ít dừa, ít đậu xanh đây. Lần đầu tiên mình ăn bánh ít mít. Có một cái mùi mình thơm rất là lạ. Mà bên chương trình này cho mình rất nhiều bất ngờ luôn á. Rất các món ngon mà, nói chung đó là những cái món mà lần đầu tiên em được ăn. Cảm giác nó rất là lạ. Và bây giờ chúng ta sẽ thử món tiếp theo, đó là bánh chuối chiên. Wow. Chuối rất ngọt và bên ngoài áo một lớp bột rất là giòn. Vâng, và như vậy là chúng ta đã trải qua các vòng thi và thưởng thức các món ăn vô cùng ngon và hấp dẫn, để lại nhiều kỷ niệm trong lòng mỗi người.